Hi chị ơi, chào mừng em đã quay trở lại kênh Kaitim.com. Bây giờ mình sẽ review một cái sản phẩm mà giúp anh em chơi PUBG Auto Top 1. Anh em tin không? Vâng, chắc chắn là không tin rồi. Và mình vừa chốt Top 1 thì chỉ có hack thôi. Vâng, đây là sản phẩm hỗ trợ anh em bắn PUBG dễ dàng hơn, chơi trên điện thoại mà như chơi trên máy tính ấy. Mời anh em theo dõi video này, sản phẩm đấy nó hình dáng nó như thế nào và chất lượng của nó như là chơi có tốt không nhá. Bây giờ mình sẽ khui hộp. Sản phẩm này là của công ty FlyDZ. Anh em đều biết FlyDZ, mình cũng có review một sản phẩm mà để kết nối chuột với cả bàn phím để giúp anh em bắn PUBG như bắn trên máy tính luôn. Nhưng mà cái đấy thì nó khá là dây dợ lằng nhằng, cái này nó nhỏ gọn hơn rất là nhiều và chúng ta có thể mang đi mọi lúc mọi nơi chơi. Ok, sản phẩm mình muốn giới thiệu trong video này đó là con FlyDZ Watch 2 version 2 nhá, ngon hơn version 1 rất là nhiều. Thôi sản phẩm nguyên siêu, anh em muốn mua sản phẩm này mình để link mua dưới video nhá, của shop linh kiện store game pack tay cầm FlyDZ Watch 2 này. Đây, thiết kế hình dáng như này, hỗ trợ chơi game tốt hơn, chơi game một tay phiên bản Elite Edition. Cạnh trên thì có mấy Syria tên sản phẩm, trong hộp thì có những cái phụ kiện, sách, thẻ bảo hành sản phẩm và phần mềm cài đặt nhá. Thì con này hơn phiên bản trước là chúng ta có thể chơi được trên cả iOS và Android, như vậy là chơi được trên tất cả các dòng điện thoại, kết nối Bluetooth vân vân. Mặt sau thì joystick này, nút AB, nút kết nối, cài đặt chơi dễ dàng. Đây, cái độ phản hồi kết nối phím mapping trên thiết bị này với cả điện thoại đạt tới 120fps, nên cái độ phản hồi khi chúng ta thao tác phím trên điện thoại độ trễ cực kỳ thấp, có nghĩa khi chúng ta bấm phát nó sẽ phản hồi lại ngay. Và tay cầm một bên vân vân, bọc nguyên siêu nhá, anh em mua về nguyên siêu như này. Chúng ta sẽ bóc siêu. Đấy, bóc siêu ra, hộp màu đen rất là huyền bí. Đây, mở ra như này. Đó, hộp khá đẹp luôn, màu đen. Và phía trước chúng ta sẽ có logo FlyDZ này, Rules Game. Mở lên. Rồi, bên trong, wow, trong có cả bao đựng luôn. Oh, to phết. Ngoài ra, hết rồi. Rồi, tất cả nằm trong bao nhá. Ok, tất cả nằm trong cái bao này. Đấy, được tặng cả bao luôn, đen nhám, rất là đẹp. Có logo này, FlyDZ logo bằng nhựa in nổi một chút, nhìn khá là sang chảnh. Rồi, mở khóa đóng khóa dễ dàng trơn. Chúng ta sẽ có một cái nút joystick dự phòng đó, và một cái phím bấm bằng kim loại khá cứng cáp. Vâng, có chữ M ở đây. Đây chính là thiết bị của chúng ta. Đấy, giúp anh em bắn game dễ dàng hơn, chơi sướng hơn. Đó, wow, cảm giác cầm rất là thích nhá. Nhựa khá xịn sò luôn khi cầm sờ trên tay, rất thích. Bao đựng này giống kiểu hộp bao đựng tai nghe. Đấy, bên trong thì chúng ta sẽ có thẻ bảo hành này và SD card. Anh em lưu ý được bảo hành 1 năm 1 đổi 1 nhá, ngon chưa, và sách hướng dẫn sử dụng nhanh. Ai mua về thì đọc qua sách hướng dẫn này nhá. Ở bên trong này thì có những gì? Có cái túi đây. Đó, bên trong túi ta sẽ có, ui, túi này đựng đúng một cái dây cắp sạc cơ. Đó. À, dây cắp sạc anh em lưu ý đây, Type C nhá, ngon chưa? Nhưng mà trước chỉ có micro thôi. Đấy. Type C này cắm đầu lặng được, một nâng cấp quá đáng giá luôn khi chúng ta sạc đầu USB. Và dây chống rối nhá, dây sạc chống rối. Đó, đó tất là tất cả phụ kiện bên trong. Ok, bỏ qua bên. Đây chính là sản phẩm chính của chúng ta. Wow, nó nhỏ gọn cực kỳ luôn ấy. Nhưng mà nhỏ mà có võ là đây chứ đâu. À, chúng ta sẽ có cái núm này, núm để thay thế. Cái núm này nó thiết kế nó cũng khác với cả cái núm gốc, để cho anh em là thích cảm giác khác, nhô lên. Đấy, còn cái này thì nó lõm xuống. Đấy, chúng ta sẽ có một cái gọi là cái tay cầm đi, bên trái. Đấy, chúng ta sẽ có nút joystick ở đây. Cực kỳ nhẹ luôn, khi mình quay này, rất là nhẹ. Mình cảm tưởng là xung quanh nó đều có cao su ấy, nên khi chúng ta chạm vào thì nó rất là êm. Đó,
Ở dưới này thì có hai phím A và B, thì thiết kế nó gồ lên khá là cao, giúp anh em bấm nó dễ hơn. Khi chúng ta từ joystick mà xuống bấm phím thì dễ hơn. Đây có cái nút Play DJ, sẽ là nút kết nối. Phía bên này nhá, tất cả đều có cao su xung quanh, dưới có cao su này, trên này có cao su và chỗ lạnh có cao su. Đấy, để làm gì? Để khi anh em kê điện thoại vào đây thì tránh bị sức điện thoại này. Và thiết kế đó là màu đen phối với vàng. Ở trên chúng ta sẽ có nút LB và LT. Nút bấm rất là nhẹ và êm nảy tiếng tách luôn này. Anh em nghe tiếng nảy của nó này. Play DJ mình thấy nó hoàn thiện rất là tốt. Xiaomi với mì xào nên độ hoàn thiện của nó cực kỳ ngon luôn. Nghe nảy tiếng tách rất thích tai. Trên này chính là cái chỗ để giữ điện thoại chúng ta. Chúng ta sẽ ấn cái này. Đấy, thì nó sẽ bật lên. Và với cái kích thước này thì mình nghĩ là nó phù hợp với tất cả những cái dòng điện thoại bây giờ. Đây. Đấy, anh em thấy chưa? Cái con 8 Plus của mình là phải 5 inch mà để cả ốp nhá. Đấy, để cả ốp vào mà nó vẫn giữ được như này. Đấy, thấy chưa? Ngon không? Ốp vẫn giữ được. Bình thường những cái tay cầm khác thì phải chúng ta phải bỏ ốp ra. Đó. Bấm phát thì nó nảy lên rất là dễ dàng để chúng ta gắn điện thoại vào. Cạnh dưới này chúng ta sẽ bậy lên, ở đây có hình tia sét 5V với cả cái công cụ để kết nối. Thì riêng với Android ấy, thì chúng ta sẽ cần cái đầu tai xi này kết nối vào cái tay cầm này để chúng ta chơi game PUBG, còn iOS thì không cần. Những dòng điện thoại nào mà không có tai xi thì chúng ta phải cần cổng chuyển từ tai xi sang micro SD nhá, đấy, để kết nối. Và chỗ này là cổng sạc cũng tai xi luôn, để sạc cho thiết bị này. Ở đây có nút nguồn on off, bật tắt thiết bị. Quay sang mặt sau này, anh em để ý ngay cái phần này, gồ lên nhá, gồ lên cao và lớp nhựa này, gồ lên này khi chúng ta cầm nhá, tránh bị trơn trượt tay. Mình rất thích cái thiết kế kiểu như này, cầm nó sướng, chơi lâu nó không bị đau tay, không bị cấn. Có logo Play DJ ở đây. Ở trên này thì chính là cái chỗ để chúng ta gắn cái nút này, M này, chúng ta sẽ gắn vào đây, gắn vào như này. Đó, gắn rất là dễ dàng, nhẹ nhàng. Đấy, và ấn. Đấy, chúng ta có thể gắn được phím. Như vậy là có tất cả là joystick này, 2 phím, 3 phím, 4 phím, 5 phím, 6 phím. Đó, giúp anh em gắn thoải mái phím luôn. Thiết kế cơ bản nó là như vậy. Anh em thấy được không? Quá được. Đến phần quan trọng nhất, test thử nhá. Nhiều bạn sợ là chơi cái này sẽ bị ban. Anh em yên tâm nhá, 100% không bị ban. Có cách để chúng ta không sử dụng phần mềm, chúng ta sẽ gắn xong và chúng ta sẽ tắt cái phần mềm đấy, là chúng ta sẽ bắn như bình thường. Ok, về cách kết nối cực kỳ dễ, anh em sẽ bật nguồn con Play DJ Watch 2 này lên. Thì có cái đèn xanh nhấp nháy ở đây để chúng ta kết nối. Chúng ta sẽ kết nối Bluetooth với con này. Đây, mình đã kết nối Bluetooth này. Đây, đã kết nối Play DJ Watch 2. Anh em sẽ tải cái phần mềm Play DJ này, Game Center này vào. Đó, mở lên. Lúc đầu nó sẽ như này. Lúc đầu họ sẽ tự gắn hết những cái phím này cho anh em, hoặc là anh em sẽ chỉnh sửa tùy theo ý mình. Chúng ta sẽ export ở đây. Đấy, chỉnh sửa nút A, nút B, L, B, L, T. A này, A, B, L, B, L, T. Nút soi stick đi rồi, họ gắn sẵn rồi. Nút M này họ chưa gắn này. Thì chúng ta sẽ, nút M chính là cái nút đằng sau này. Đấy, chính là nút này. Thì chúng ta sẽ gắn nút M này, chúng ta sẽ kéo vào, nút M nằm đi. Đó. Xong rồi apply. Save. Rồi, đấy, M, chúng ta kéo đến cái vị trí nằm này. Đây, họ gắn hết những nút này đây. Đây, có những nút đang có. Đó, cách gắn dễ thôi. Và chúng ta vào game để chơi. Anh em vào chơi và kiếm top 1 thôi. Đây, mình đang trên link test thử. Đấy, anh em thấy cái độ trễ của nó cực kỳ thấp khi chúng ta thao tác phím này. Anh em nhìn này. Đó, nhanh chưa? Ấn vào phát nó phản hồi lại ngay, cực kỳ nhanh. Nó không bị trễ. Đấy, nên chúng ta chơi game sẽ rất là mượt. Nút A này. Đấy, nút A sẽ là ngồi. Đấy, cái này tùy anh em gắn như nào cũng được. Nút B sẽ là nhảy. Đấy, anh em đi à. Và nhá, mình cực kỳ thích luôn. Đó là khi anh em chạy này. Anh em chạy nhá, chúng ta chỉ dùng cái ngón cái và chúng ta sẽ nhảy được luôn. Đấy, nhảy này. Đấy, hiểu không? Đấy. Thiết kế cái phím này rất là hợp lý. Đấy, vừa chạy vừa nhảy được. Đấy, chúng ta có thể dùng một ngón vừa chạy vừa nhảy được. Cực kỳ dễ này. Đấy. Tiện vãi. Và nút M sẽ là nút nằm. Đây, M chính là cái nút đằng sau này. Đấy, mình vừa gắn xong, nằm. Đấy, hoặc là anh em gắn vào nút nạp đạn chẳng hạn, nạp đạn. Bây giờ bắn thì, đây, cái này là ngắm này. Nút này là ngắm, và nút này là bắn. Hoặc là anh em tùy gắn nào, tùy anh em. Nào thuận tay nhất thì gắn, đấy, ngắm này, bắn. Đấy. Như vậy là cái bên tay phải này, mình chỉ thực hiện mỗi nhiệm vụ là xoay và ghim tâm. Đấy.
Đấy, ngắm này. Đấy. Trời ơi, giữa đầu luôn. Đấy, lạc đạn. Đấy, những cái phím cơ bản thì gắn sẵn rồi. Có mấy phím nên những cái phím khác như ba lô này hay là bản đồ này thì anh em sẽ thao tác luôn ở trên điện thoại nhá. Ba lô, bản đồ hay là nạp đạn gì đấy. Nạp đạn thì anh em có thể gắn luôn cái nút M nạp đạn này thay nút nằm được. Hoặc là chúng ta sẽ ấn nằm đây luôn. Đấy, rất là tiện. Rồi, với thiết bị này thì giúp anh em chơi PUBG dễ hơn và lấy top 1 dễ hơn. Bấm phát phản hồi ngay, rất là nhạy nhá. Xong rồi nhảy luôn, đấy vừa chạy vừa nhảy. Dễ không? Này, mình dùng đúng một ngón cái vừa chạy vừa nhảy. Vừa chạy vừa nhảy vừa bắn luôn. Đấy. Thiết bị này thì chúng ta chỉ cần vài phút để làm quen và bắn mấy trận là top 1 luôn. Rất là dễ dàng. Đấy. Rồi, ok. Link mua sản phẩm này mình sẽ để ở dưới video nhá. Từ shop linh kiện store. Vâng, trên Android cũng thế này anh em. Đây, mình đang dùng con Note 9. Đấy, vừa luôn cả con Note 9, cả ốp luôn. Android thì cũng tương tự thôi anh em. Đó, chúng ta cũng sẽ cài và anh em sẽ làm theo hướng dẫn. Chúng ta cài đặt FlyDG Game Center này, xong rồi chúng ta active thì anh em dùng cái cap như mình vừa nói lúc đầu. Đây, cái cap này để chúng ta active trên Android. Đấy, cứ làm theo hướng dẫn của họ thôi. Xong rồi chúng ta add được cái game PUBG. Cũng vậy thôi, không khác gì iOS cả. Cũng này, nhảy này, ngồi này, đi này, đấm này. Và cũng chơi sướng như trên iOS nha anh em. Đăng ký kênh, ấn vào chuông để nhận thông báo khi có video mới. Như vậy trong video này mình đã giới thiệu nhanh sản phẩm FlyDG đến từ Xiaomi, thiết bị giúp anh em chơi PUBG ngon hơn, sướng hơn. Anh cảm thấy video hay, like, đăng ký kênh, ấn ủng hộ kênh mình đặt 1 triệu sub nhé. Anh em mình review sản phẩm nào, comment link bên dưới nhé. Cảm ơn anh em đã theo dõi video. Bye bye. Chơi xong thì chúng ta rút gọn vào cất vào bao và mang đi mọi lúc mọi nơi, chơi mọi lúc mọi nơi nha anh em.